Alo, 1234 678 Xin chào các bạn ở buổi tối đầu tuần thứ hai. Một ngày của các bạn sao rồi? Và mong rằng tất cả chúng ta đều có một uh, ngày đầu tiên của tuần khởi động thật mỹ mãn nha. Chuẩn bị về đích tới Tết rồi. Mời các bạn sẽ cùng theo dõi tập mới của Dị Thế Đạo Môn, trường 870. Xin mời. Tam tiên lưỡng nhận đau trong tay của Thạch Hảo còn dơ lên cao duy trì tư thế xuất đau, nhìn hắc ám tinh linh nói. Chấn thần. Hắc ám tinh linh nhẹ nhàng mà lên, nhìn thạch hạo lạnh giọng nói. Nhân tộc các ngươi là muốn mở ra đại chiến sao? Thạch hạo thu hồi tam thiên lưỡng nhận đau nói. Ta cũng không đại biểu cho nhân tộc, ta chỉ đại biểu cho chính ta. Người nói cũng không tính. Thân ảnh của hắc ám tinh tinh khẽ động hóa thành một đạo hắc ám bay về phía Thạch Hảo. Một đạo hắc quang cắt qua không gian. Thạch Hảo hơi quay đầu né một roi. Tam tiên lưỡng nhận đao đứng ở phía trước người. Trường tiên đen nhánh, chấn động giống như ngoãn mang, quét ngang mà ra. Oanh! Trường tiên đen nhánh va vào phía trên của tam tiên lưỡng nhận đao. Uy hiếp kinh khủng, chấn động hư không. Thân ảnh của thạch hạo lóe lên, nháy mắt biến mất một con ruồi thiên tiên cấp hướng bay về hướng của hắc ám tinh linh kia hắc ám tinh linh hơi sững sờ chưa bao giờ thấy qua thủ đoạn này sau một khắc trái tim co rút dồn đập mạnh vội vàng tránh về bên cạnh phụt một tiếng con ruồi xuyên qua bả vai mang theo một chuỗi huyên hoa hắc ám tinh linh kêu lên một tiếng đau đớn vội vàng bay về phía sau thân ảnh con ruồi lóe lên khôi phục thành dáng vẻ của thạch hảo. Thiên nhãn trên trán mở ra, một vệt kim quang từ trong mắt bắn ra, thẳng tắp, vọt tới phía của hắc ám tinh linh, đem hắc ám tinh linh bao phủ phía dưới thần quang của thiên nhãn. Thần quang của thiên nhãn đâm vào trên thân thể của hắc ám tinh linh, đẩy cho nó hướng vào bên trong dưới vách núi rồi nhanh chóng đánh tới. Một tiếng ầm vang lên tòa núi cao sụp đổ, thần quang thâm nhập vào trong lòng đất, không biết bao nhiêu dặm. Tiếng kêu thảm thiết thống khổ từ trong lòng đất truyền ra. Sau một lát, một viên thần cách óng ánh từ bên trong thiên nhãn thần quang dâng lên, theo sự co rút của thiên nhãn thần quang, rơi xuống trước mặt thạch hạo, bị thạch hạo ôm vào trong tay. Bên trong đao hoàng phong, đao hoàng hoảng sợ một trận, Người trẻ tuổi này đến cùng là ai? Lại có lực lượng kinh khủng như vậy. Tùy tiện chém giết chân thần. Chẳng phải là nói ta ở trước mặt hắn, bất quá cũng chỉ tiếp được mấy chiêu. Cửu đầu băng xương cửa long nháy mắt phát ra âm thanh gầm nhẹ bất an. Bên trong long nhãn thì mang theo vẻ sợ hãi. Bạch Kiều thần đưa tay nói. Sư huynh, cho ta xem một chút nào. Thạch hào đem thần cách ném cho Bạch Hiểu Thần. Sau khi Bạch Hiểu Thần cầm vào trong tay, liền tỉ mỉ xem xét một chút, lại đặt ở trong miệng cắn cắn, lấy ra nói. Quá cứng, cũng không biết dùng để luyện đan thế nào đây. Thạch Hạo thì hào phóng nói, cho người đấy. Bạch Hiểu Thần cao hứng kêu lên, đa tạ sư huynh. Mấy người đều nhìn về phía tử sắc ác ma ở bên trên loan giá. Tử sắc ác ma Lào đào lùi lại hai bước Không còn càn dỡ như trước Sợ hãi kêu lên Không thể, các người Ai dám giết ta, ta là con trai của ma thần đấy Đào hoàng Người muốn thâm uyên khai chiến với cả nhân tộc sao Cửu đầu băng xương cựa long Thì cũng phát ra từng âm thanh bất an Rồi giống lên một tiếng Phản phất như đang cảnh báo Bọn người thạch hạo vậy Thạch hạo thì tùy ý nói Tam sư đệ những vong linh chi vật này đều giao cho người đấy. Ninh khuyết nhẹ gật đầu, nhìn về phía của băng xương cựa long nói, Quỷ môn quan. Một tiền âm vang lên trong không gian dung chuyển. Một tòa cửa đá đen nhánh vượt qua hư không mà đến. Bên trên cửa đá khô lâu quỷ đầu, thiêu đốt lên hỏa diễm màu đỏ tươi. So với cả thâm nguyên ma tộc thì nhìn càng thêm tà ác bất thường. Quỷ môn quan ầm mở ra, đằng sau xuất hiện một đại đạo tĩnh mịch, không biết thông đến địa phương nào. Trên đại đạo, cát vàng đầy trời, quỷ khóc, sói gào. Nhìn thấy quỷ môn quan thì băng xương cựa long tất cả đều toàn thân run loạn. Long hồn của cửu đầu cựa long từ bên trong thân thể băng xương cựa long bay ra. Mờ mịt phóng về phía của quỷ môn quan, bay vào quỷ môn quan rồi biến mất ở bên trong đại đạo tĩnh mịch. Long thi của băng xương cự long cùng với cả loan giá rơi xuống mặt đất. Một tiếng ầm vang ngập vào bên trong núi rừng, làm lóe lên một trận bụi bặm. Con trai của ma thần nhìn thấy quỷ môn quan trong đầu đột nhiên nhớ tới một khô lâu đại quân truyền đến tin tình báo. Khó có thể tin kêu lên. Các người không phải là người của thế giới này, các người là hồng hoang đạo môn. Ninh Khuyết thì nhẹ gật đầu nói. Không sai. Con trai của ác ma, ma thần, phấn nộ kêu lên. Hồng hoang, các người dám đi vào thế giới này sao? Câu hồn. Ninh khuyết thì chẳng thèm quan tâm con trai của ma thần đang gầm thét cái gì. Một xiềng xích từ bên trong quỷ hồn quan xông ra. Tốc độ nhanh như lưu quang. Phụt một tiếng, đâm vào trong cơ thể con trai ác ma của ma thần kia. Con trai tử sắc của ma thần ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gầm rú thống khổ. Ma lực toàn thân thiêu đốt tạo thành một ngọn đuốc hình người ở giữa không trung, dãy ruộng ra sức. Sắc mặt của đao hoàng thì cũng hơi đổi một chút. Cuối cùng thì cũng vẫn là không xuất thủ. Câu hồn xích từ bên trong cơ thể của ác ma tử sắc lôi ra một hồn thể màu đen rồi thu nhập vào bên trong quỷ môn quan. Quỷ môn quan phịch một tiếng đóng lại, biến mất trong không trung thi thể ác ma thần tử vô lực rơi xuống đất. Bầu trời ầm một tiếng vang vọng, một đôi mắt màu đỏ thẫm giống như hai vầng thái dương xuất hiện trên bầu trời, nhìn xuống mọi người ở phía dưới này. Bên trong hai mắt mang theo sát ý lăng nhiên. Đao hoàng ngẩng đầu, chấn kinh, kêu lên. Không tốt rồi, kinh động đến tham lam chi chủ. Mấy người thạch hạo thì cũng đều nhao nhao ngẩng đầu, sắc mặt cùng nhau biến sắc. Ở bên trong hai con mắt này cảm nhận được nguy cơ cường đại. Bạch hiểu thần thì quyết định thật nhanh quát. Thâm nguyên lãnh chúa, chém giết. Trong tay xuất hiện một tấm bùa chú. Phù triện thiêu đốt, hóa thành một đạo thần quang ngũ sắc, phóng thẳng lên trời, giống như một lá chắn ngũ sắc vậy. Hai con mắt thật ở trên bầu trời, dưới thần quang ngũ sắc, phịch một tiếng vỡ vụn. Thạch Tạo cùng với cả Ninh Quyết đều nhìn về phía hấp của Bạch Hiểu Thần. Thạch Hạo nhịn không được hỏi. "Đây là phù truyện của sư phụ mà, ngươi từ đâu mà có được vậy? Bạch Hiểu Thần dương dương đắc ý. Ai nhá, sư phụ nhất định phải cho ta dùng để phòng thân đấy. Ta đều nói không cần đâu, nhưng mà sư phụ còn nhất định phải đưa ta cầm cơ. Thạch Hạo cùng với cả Ninh Quyết khóe miệng co giật mấy lần. Làm sao ta lại cảm giác được là nếu như không phải ngươi trộm thì chính là ngươi lì lợm quấn quýt cầu để được đấy hả? Một chỗ ở bên trong thâm uyên, tham lục chi chủ đột nhiên che mắt, phát ra một tiếng gào đau đớn. Hai dòng huyết lệ từ bên trong hốc mắt chảy ra, phẫn nộ kêu lên. Đạo môn! Đồng thời trước một tòa tiểu thành trấn, dưới sự cung tiễn của vạn người Lý Bình An cùng với cả Triệu Hân Duyệt cưỡi xong ngưu rời đi. Lý Bình An đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía nơi xa, mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Triệu Hân Duyệt nghi hoặc hỏi, làm sao vậy? Lý Bình An cười nói, Phạm nhân giới này hiểu được thỉnh thần thuật, tất nhiên sẽ triển khai trả thù thông nguyên tà gì, giấu không được. Lý Bình An nhẹ gật đầu cười nói, Cũng đúng thôi, đã không giấu được, cũng chẳng cần giấu nữa. Hai người tiếp tục hướng về phía trước mà đi. Phía trên đao hoàng phong, đao hoàng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, thân thể cứng ngắc đứng nghiêm tại chỗ. Trong đầu không ngừng xuất hiện cảnh tượng ngũ thải thần quang, khiến cho con mắt của ma thần vỡ vụn, trong lòng thì hoảng sợ. Thạch Hào nói, chúng ta đi thôi. Mấy người hướng về phía xa bay ra ngoài, Thân thể của đao hoàng đang run lên, liền tỉnh táo lại. Đột nhiên xông ra, bay đến phía trước bọn người Thạch hào, ngăn lại đường đi, kích động hỏi. Là ai? Là ai mới vừa rồi đuổi thâm nguyên lãnh chúa đi vậy? Bọn người thạch hạo thì dừng ở giữa không trung. Bạch Hiểu Thuần kiêu ngạo lắc đầu. Đương nhiên là sư phụ của chúng ta rồi. Đao Hoàng thì kích động hỏi. Tôn sư đang ở nơi nào? Thạch hạo lãnh đạm nói. Các ngươi là muốn cầu sư phụ ta giúp sao? Đào Hoàng kích động gật đầu nhẹ. Thân thể đều kích động đến run nhẹ nhẹ. Chí tôn nha. Có thể khu trục thâm nguyên lãnh chúa chỉ có chí tôn thôi. Đây là một cái tân chí tôn. Thạch Hào lắc đầu nói. Ta nhìn biểu hiện bây giờ của các ngươi còn xa xa không đủ để đả động đến sư phụ ta đâu. Đào Hoàng liền vội vàng hỏi. Muốn làm thế nào thì mới có thể để cho sư tôn của các ngươi giúp chúng ta đối phó với cả thông nguyên đây?" Thạch Hạo thì nghiêm mặt nói. "Tự tôn, tự cường, sư phụ ta nói, từng nói rằng người không thể có ngạo khí, nhưng mà không thể không có ngạo cốt." Ngạo cốt sao? Toàn thân đạo hoàng run lên, nắm chặt nắm đấm, cúi đầu không nói. Thạch Hạo nói, "Các hạ vẫn là nên suy nghĩ thật kỹ đi." mấy người đi xuyên qua bên cạnh đạo hoàng bay vào bên trong tầng mây mấy trăm đệ tử tụ hợp ở đạo hoàng phong vô thành vô thức quỷ gối giữa không trung đạo hoàng thì ngẩng đầu nói các người đây là muốn làm cái gì thanh niên cầm đầu dập đầu ba lần nói đệ tử thành cầu tự trục xuất ra khỏi sơ môn về sau trở đi mọi việc làm đều không có quan hệ gì tới đạo hoàng phong cả Ánh mắt của đao hoàng tăng thương Nhìn quanh một vòng Các người cũng vậy sao Những người còn lại thì tất cả đều phanh 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 Dập đầu ba lần Trầm mặc không nói gì Đao hoàng thất vọng mất mát nói Đi đi Đều đi đi Bên trong loạn thế thì tự mình bảo trọng đấy Tất cả các đệ tử hốc mắt đều đỏ lên Nhịn không được ngẩng đầu kêu lên Sư phụ, đao hoàng bái một bái cất bước đi về hướng của đao hoàng phong tóc hoa râm phiêu đáng thân thể thì thẳng tắp cũng có chút cong xuống giờ khác này phá lệ lộ ra vẻ già nua tất cả các đệ tử đều đỏ vành mắt đứng dậy lần nữa cùng nhau khom lưng nhất bái với cả đao hoàng phong quay người hướng về phía nơi bọn người thạch hạo rời đi nhanh chóng đuổi theo đao hoàng đi đến chỗ một tảng đá rồi ngồi ở trên sườn núi của Đao Hoàng Phong. Đỉnh đầu là ba kiểu chữ to lớn, khắc vào bên trong vách núi. Thiết họa ngân câu, phong mang tất lộ, Đao Hoàng Phong. Trong nháy mắt, liền ba năm qua đi. Trong ba năm này thì bọn người thạch hạo liên tục chiến đấu ở các chiến trường của thế giới này. Chém giết hơn 10 vị thâm nguyên cùng với cả thánh đường cường giả. Danh tiếng vang xa khiến cho nhân tộc nhấc lên một làn sóng phản kháng. Rất nhiều tu sĩ trẻ tuổi nhao nhao nói theo. Khắp nơi thì đều chém giết thâm nguyên ác ma. Lý Bình An cũng đem theo thỉnh thần Pháp truyền khắp nơi ở thế giới này. Tín ngưỡng thiên đình cùng với cả địa phủ chúng thần nở rộ ở thế giới này. Bởi vì hành động của đám người thạch hạo, thâm nguyên cũng phát khởi chiến tranh quy mô nhỏ mấy lần, nhưng mà cũng không chiến được chút tiện nghi nào dù cho tà dị xâm nhập nội địa của nhân tộc, cũng bị thủ miếu giả ở thần miếu khắp nơi rào sát cho tổn thất nặng nề. Phía trên thượng cổ đại lục, có một chỗ không gian độc lập, chính là giới vô thượng trí tôn này, cùng với cả các tôn giả giới trướng sở tài, tên là trí tôn giới. Bên trong trí tôn giới, một tòa đảo tự phù không to lớn đang nổi lơ lửng. Phía trên đảo tự phù thì không có một tòa thần điện nguy nga. Bên trong thần điện, một người trung niên mặc chiến giáp kim sắc, ngồi trên cao, chủ vị, không giận mà uy. Hai bên phía dưới, ngồi hai hàng tôn giả, đều là cường giả trở lên. Mỗi một cái khí tức đều như thâm uyên, phảng phất như vượt qua trời đất vậy. Thương cổ trí tôn ngưng trọng nói. Thâm uyên muốn khai chiến sao? Không khí trong toàn bộ đại điện nháy mắt đóng băng. Một lão giả mái tóc hoa dâm bên tay trái sầu lo nói. Thâm uyên vẫn là chờ không được muốn thôn tính thế giới của chúng ta sao? Một người trung niên bên tay phải ngẩng đầu ngưng trọng nói ra. Chí tôn, có thể hay không lần nữa mượn uy lực của Kim Quang Thần đem thâm uyên bước lui. Thượng cổ Chí tôn chậm rãi nói. Kim Quang Thần hề cũng chờ không nổi muốn chinh phục thế giới của chúng ta rồi trừ phi chúng ta thần phục kim quang thần hệ bằng không thì bọn họ tuyệt đối sẽ không giúp chúng ta nữa đâu người trung niên tuyệt vọng nói chẳng lẽ dù một tia hy vọng chúng ta cũng không có sao thực vật nữ thần đâu liệt thú thần đâu băng tuyết nữ thần đâu phụng thiên hành cung thượng cổ trí tôn nói thế lực của bọn họ đều đã rút lui rồi một thanh niên tới gần đằng sau đột nhiên nói Đạo môn đâu? Hồng hoang đạo môn trong truyền thuyết. Lại có mấy người mừng rỡ nói tiếp Một đao phong ma thanh thạch, độc đan tôn giả thanh thuần, tử thần thanh minh, thanh liên kiếm tiên phạm hiền. Thời gian 3 năm này thì bọn thạch hạo đánh ra uy danh mênh mông cuồn cuồn đã từng mấy lần có những thâm uyên cường giả cấp bậc, thiên thần chạy trối chết dưới tay bọn họ dẫn tới tôn giả của thế giới này cũng đều nhau nhau chú mục thượng cổ trí tôn thì thầm nói đạo môn sao lão giả bên trái bất đắc dĩ nói dưới sự dẫn dắt của bọn người thanh thạch các nơi trên thế giới đều nhấc lên từng đợt thủy triều phản kháng rồi đây cũng là nguyên nhân mà thâm nguyên cùng với cả thánh đường muốn thôn tính triệt để thế giới của chúng ta đấy thượng cổ trí tôn hỏi các người có từng tìm được đạo chủ trong truyền thuyết không Tất cả mọi người đều lắc đầu, thần sắc xa sút Coi như tìm khắp cả toàn bộ thế giới này cũng không có phát hiện ra chỗ nào đạo chủ. Nhưng đạo chủ lại đúng là thật sự tồn tại, hành tàu ở thế giới này. Thượng cổ trí tôn ngưng trọng nói. Đạo chủ không muốn gặp chúng ta, cũng không biết đạo môn đang đánh cái gì có biết. Bên trong hai mắt nở rộ về kiên định nói. Hiện tại thâm uyên mới là đại địch của chúng ta, truyền lệnh các đại thế lực của thượng cổ tập kết đệ tử đi bắc vực biên cảnh triển khai đại quyết chiến với cả thâm nguyên tất cả các tôn giả đều đứng dậy trang nghiêm nói vâng nửa tháng sau biên giới phương bắc của hắc ám đại lục thế lực khắp nơi tề tụ nguyên tố thiên địa dung chuyển không ngớt từng đạo hồng quang hình thành trong thiên địa đao hoàng cõng một thanh trường đao đứng ở trên một đỉnh thành trì to lớn. Ánh mắt sắc bén nhìn về phương xa. Lực lượng kiềm chế đã lâu ở bên trong huyết mạch sôi trào mãnh liệt. Đau ý giết chóc dần dần thức tỉnh. Ở một chỗ bên trong thành trấn, Trương Đại Nghiêu đứng ở phía trước cửa thành, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời tăm tốn. Đứng phía sau là đám người đông nghịt. Hiện tại cái tiểu thành trấn này đã sớm không còn dáng vẻ, rách nát lúc Lý Bình An đến nữa rồi. Xung quanh thì xây cất thôn xóm rậm rạp bảo vệ thành trấn. Dựa vào thiên đứng nguyên lôi thanh phổ hóa thiên tôn, che chở ở trong loạn thế cầu sinh. Nghiễm nhiên đã thành một tòa thành trì, một chỗ che chở. Trưởng trấn đến bên cạnh lo lắng hỏi. Người muốn đi rồi sao? Trường đại Ngưu nhẹ gật đầu, ngưng trọng nói. Ma khí che trời, đây là chính do thâm uyên có tác động lớn, ta nhất định phải tiến về tiền tuyến. Đằng sau mọi người nhao nhao lo lắng kêu lên. Thủ miếu giả đại nhân, ngài đi thì chúng ta phải làm sao bây giờ đây? Thủ miếu giả đại nhân, cầu xin ngài ở lại. Mọi người nhao nhao lo lắng kêu lên, lão trưởng trấn thì quay đầu quát lớn. Tất cả đều im miệng cho ta hiện tại thâm nguyên đã sắp xâm lấn đến đây rồi thế giới của chúng ta nếu như thua chúng ta còn sống sót thế nào đây tất cả mọi người đều lập tức im lặng khí tức ngột ngạt tràn đầy xung quanh bầu trời vang vọng một tiếng một vòng xoáy vặn vẹo được tạo ra trong không trung bên trong vòng xoáy vô số thâm nguyên tà dị xông ra oa oa quái dị kêu lên giống như châu chấu đánh về phía mọi người vậy một đám thâm nguyên tà dị đen nhánh chính là đánh tới chỗ thị trấn bọn người trương đại nghiêu trưởng trấn thì kinh hô kêu lên làm sao có thể tà dị sao có thể xuất hiện ở bên trong nội bộ của đại lục được chẳng lẽ tiền tuyến đã hỏng mất rồi sao trương đại nghiêu thì không lo nghĩ được như hắn lập tức dùng tay làm kiếm chỉ ở trước lông mày quát lớn thập phương thế giới cung thỉnh thiên ứng nguyên lôi thanh phổ hóa thiên tôn giáng lâm một tia chớp từ trong không trung đánh xuống chính giữa đỉnh đầu trương đại nghiêu hình thành một trụ tia chớp nối liền với cả đất trời bên trong lôi trụ một bóng người cầm trường giản một bước chạm trùng thiên lôi đình trường giản vung lên tạo lên ngàn bạn lôi động rầm rầm trên bầu trời lôi đình nổ vang tạo lên hình dáng những cây lôi đồ rậm rạp, tất cả bay xuống hướng tà dị. Ở phía dưới, lôi đình, toàn bộ tà dị đều hóa thành cho tàn. Một con khô cốt thiêu đốt liệt diễm sơn dương từ bên trong không gian thông đạo đi ra. Mỗi một bước trong hư không đều lưu lại một đóa hỏa diễm huyết sắc, tạo lên một đại hỏa, uốn lượn. Khô cốt sơn dương kêu lên một tiếng be be với cả chân đại nghiêu một cỗ dao động vô hình phát ra trương đại nghiêu thì hoảng hốt một chút lập tức lấy lại tinh thần quát lớn nghiệt xúc cũng dám quấy nhiễu thần hồn của ta sao Cầu thiên lạc lôi chu sát chín đạo lôi đình tử sắc từ trên không trung đánh xuống liên tiếp bổ vào đỉnh đầu của khô cốt xuân dương lôi đình tự mang sức mạnh chu tà bé khô cốt xuân dương hét thảm một tiếng sau khi đạo xét thứ 9 đánh xuống thì lít nha lít nhít lôi điện ở trên thân của khô cốt xuân dương du tẩu. Phịch một tiếng, thân thể liền sụp đổ. Xương cốt đen nhánh bay tung tóe khắp bốn phía. Bầu trời lập tức sáng trong trở lại. Trường đại nghiêu từ trên không trung rơi xuống. Một thân thần bào tiêu tán. Thân ảnh lào đảo một chút. Sau đó thì thân thể liền đứng vững, ngẩng đầu, nhìn về phía vòng xoáy nơi xa, không ngừng phun ra tà gì thì thầm nói. Phiền toái rồi. Đáng chết. Chúng ta bị lừa rồi. Thâm nguyên căn bản không có ý định chiến đấu cùng chúng ta. Bọn chúng muốn trực tiếp hủy diệt căn cơ của chúng ta. Đao hoàng phóng lên tận trời, vừa muốn bay về phía bên trong đại lục. Thân thể lập tức dừng lại ở không trung. Bên trong ma vực phương Bắc, một thân ảnh kinh khủng trỗi dậy. Sức mạnh của ma thần mênh mông cuồn cuộn càn quét mà đến. Đào Hoàng thì gầm thét. Đại quân rút lui, trở về đất liền, rào sát thâm nguyên tà dị. Sau khi nói xong, hướng về phía bắc vực thâm nguyên ma phong thần phóng đi. Mọi người cùng nhau giống to lên. Rõ! Mang theo tràn ngập phẫn nộ quay người bay về phía đất liền. Tôn giả còn lại thì cũng đều cảm ứng được tình huống trong đại lục. Nhao nhao hạ lệnh đại quân chiến đấu ở các chiến trường trên đất liền. Thân ảnh của từng vị tôn giả vĩ ngạn tựa như vầng thái dương trấn áp về phía ma thần giờ phút này tất cả tu luyện giả đều cấp tốc bay tới vô số tà dị tràn vào bên trong không biết bao nhiêu người sẽ bởi vậy mà chết đi đại thành trì còn có thể trụ vững nhưng mà còn tiểu thành trì thì sao đây trong thôn xóm bách tính bình thường đối đầu với cả tà dị chính là không có năng lực phản kháng nào cả khoảng thời gian này toàn bộ nhân tộc chỉ sợ là rất nhanh bị diệt sạch đi vô số người tu luyện mang theo tâm tư nặng nề hướng về phía bên trong đất liền mà bay vút đi một đường sát phạt phía trước một thành trấn một bóng người từ trên trời giáng xuống chính là một kiếm khách áo trắng như tuyết nhìn hai cốt khỉ đầu chó dữ tợn nằm đầy đất nghi hoặc tự hỏi chuyện gì xảy ra vậy làm sao mà những thông nguyên tà dị này tất cả đều chết rồi? Chẳng lẽ có người tu luyện cường đại đi ngang qua sao? Xa xa nhìn thấy một cỗ mây đen chiếm cứ ở phía xa. Kiếm khách áo trắng, nói thầm một tiếng không ngớt. Không chú ý tra rõ, nháy mắt phóng lên trời lần nữa. Kiếm khách áo trắng bay xuống phía trên một tòa thành trì. Quay người nhìn cương thi khô, cốt, mênh mông cuồn cuộn mà đến. Nắm chặt trường kiếm trong tay, sắc mặt nghiêm lại. Đây chính là một trận chiến cam go. Cửa thành ầm ầm một tiếng mở ra. Vô số bách tính đứng ở phía sau thành trì. Một người thanh niên mặc áo đen ở trước mắt bao người đi ra, đối mặt trực tiếp với cả. Vong linh ở phía xa. Kiếm khách áo trắng tức giận. Bọn họ đang làm chuyện gì vậy? Như thế nào lại mở cửa thành ra? Muốn tìm cái chết sao? Thân ảnh khẽ động, bay vụt đến bên cạnh thanh niên, vừa muốn nói chuyện. Chỉ thấy thanh niên áo đen dựng ngón tay đặt giữa mi tâm, sau khi thì thầm vài câu, dưới mặt đất dâng lên một cỗ hắc khí màu đen đem hắn bọc lại. Hắc khí nhanh chóng co rút lại bên trong, liền lộ ra một bóng người. Một bóng người mang theo cái mũ cao cao đen bóng từ đó đi ra. Phía trên nón đen cao cao viết bốn chữ kỳ quái. Từng tự thể kiếm khách cũng không thể nhận ra, nhưng mà lại có thể hiểu rõ rằng hàm nghĩa của chúng thiên hạ thái bình. Cuối cùng thì một sợi hắc khí rút vào trong tay bóng người đội mũ cao màu đen, tạo thành một mặt cờ đen, tản ra uy nghiêm cùng khí thức âm trầm kinh khủng. Kiếm khách áo trắng dưới chân dừng lại, trong nháy mắt tràn đầy ngưng trọng. Đây là thủ đoạn gì đây? Mà chỉ một lát liền có được thực lực đáng sợ như vậy. Ngàn vạn vong linh ầm ầm vọt tới khí tức hung sát tràn ngập. Hắc vô thường trong tay cầm chiêu hồn phiên, ném một cái, hóa thành một đạo hắc quang bắn ra. Phốc phốc, cắm ở phía trước ngàn vạn vong linh. Chiêu hồn phiên phấp với thần lực màu đen, bộc phát, càn quét khắp nơi. Tất cả vong linh đều bị hắc quang bao phủ, phanh phanh toàn bộ đều vỡ nát. Hỏa linh hồn bay về phía cờ đen, tạo nên huỳnh quang đầy trời, lộng lẫy xa hoa. Trong nháy mắt trên chiến trường hài cốt nằm khắp nơi, Kiếm khách áo trắng cách đó không xa trực tiếp nhìn đến ngây người. Đây chính là một trận đồ sát không chút trì hoãn. Từ khi nào mà Thâm Nguyên Tà Dị không chịu nổi một kích như vậy? Trên bầu trời mây đen quay cuồng xuất hiện một con yêu quái thi thể bị khâu lại. Kiếm khách áo trắng vội vàng lớn tiếng nói: “Cẩn thận là vui Yêu. Vu Yêu có thể nói là đối thủ cực kỳ khó đối phó. Không tìm được hộp mệnh của nó, căn bản là không thể giết được nó.” Vô yêu cúi đầu khạc khạc nói: Địa phủ Hắc vô thường, các người cũng dám đuổi tới tận nơi này sao? Sau thượng cổ thế giới chính là hồng hoang của các người đấy. Hắc vô thường hất tay lên, chiêu hồn phiên cắm trên mặt đất phóng lên tận trời, giống như một tia chớp màu đen đâm thẳng về phía của vô yêu. Bên trong mây đen đột nhiên có mấy nhánh ma cầu màu đen phanh phanh liên tiếp đâm vào phía trên chiêu hồn phiên, ngăn trở chiêu hồn phiên hắc vô thường phóng lên trời vui yêu nhếch miệng lộ ra một đống thịt nhão thân ảnh lui đi ẩn vào bên trong mây đen muốn chạy sao hắc vô thường hất tay lên một sợi dây xích đen nhánh xông vào mây đen phụt một tiếng bên trong mây đen tràn ra mấy dòng máu đen mây đen kịch liệt quay cuồng trong đó thì vang lên một tiếng kêu thảm thiết thống khổ một đạo linh hồn hư ảo theo xiềng xích bị rút ra từ bên trong mây đen. Linh hồn kịch liệt vặn vẹo rãy rủa, phảng phất thấy được đó là một cái đầu lão đầu. Kiếm khách áo trắng khóe miệng co giật một chút, thủ đoạn thật bá đạo, vui yêu thậm chí ngay cả chuyển di linh hồn cũng không làm được. Mây đen trên bầu trời tiêu tán, hắc vô thường cầm chiêu hồn phiên chậm rãi bay xuống. Sau khi rơi xuống mặt đất một thân vào, một thân thần bảo cùng với cả chiêu hồn phiên tất cả đều tán đi. Bên trong lộ ra một người thanh niên. Vô thường thần quân, không đâu địch nổi. Vô thường giáng lâm, thiên hạ thái bình. Bách tính trong thành trì thì phát ra tiếng hoan hô, hưng phấn, đến rung người. Người thanh niên quay đầu, nhìn về phía kiếm khách áo trắng, gật đầu cười. Ở nơi mọi người bao vây, hướng về phía trong thành mà đi. Kiếm khách áo trắng trần trò một chút thì cũng đi theo vào. Chính giữa thành trì có một tòa đại điện, trong đó hương hỏa lượn lờ, khách hành hương tín đồ qua lại không ngớt. Kiếm khách áo trắng bước chân đi vào bên trong đại điện, liền thấy được ba tòa tượng thần đứng vững ở phía trước. Bên cạnh ba tòa tượng thần to lớn thì đó là một tòa tượng thần nhỏ đang đứng thẳng. Hình thái của tiểu thần tiên cùng với cả hắc y nhân vừa mới xuất hiện bên ngoài thành, giống nhau như đúc. Đầu đội mũ cao, trên mũ viết bốn chữ lớn Thiên Hạ Thái Bình. Ngươi là người tu luyện sao? Thời điểm kiếm khách áo trắng còn đang quan sát bốn tòa tượng thần, một thanh âm ở phía sau vang lên. Kiếm khách áo trắng xoay người sang chỗ khác. Cái thanh niên gầy gò mặc áo đen trước đó đang đứng trước mặt. Thanh niên áo đen nghiêm túc nói: Đối với cả thần linh thì phải gìn giữ kính sợ. Phàm nhân há có thể nhìn thẳng vào thần linh. Kiếm khách áo trắng trong lòng hơi động, liền vội vàng hỏi. Nơi này của ngươi thật sự có thần sao? Vừa rồi ngươi không phải đã nhìn thấy rồi sao? Nơi này chính là pháp vực của hắc vô thường thần quân. Nhận được hắc vô thường thần quân che chở. Ánh mắt thanh niên áo đen lóe lên kích động, cùng thành kính. Vô thường thần quân. Kiếm khách áo trắng vắt óc Cũng chưa từng biết tới cái gọi gì là vô thường thần quân Chưa từng nghe nói tới Thế giới cổ đại Có cái thần linh nào đó gọi là vô thường Chẳng lẽ là tà thần sao Kiếm khách áo trắng trong đầu dâng lên Một ý niệm vội vàng hướng về phía thanh niên nghe ngóng tin tức Tất cả nghe được đều là những lời ca tụng Với cả vô thường thần quân Kiếm khách áo trắng Mang theo tâm tư hoài nghi đi dạo trong thành một vòng. Cũng không mảy may phát hiện ra vết tích của tà thần. Không cần tế tự huyết nhục sinh mệnh. Ngược lại chỉ cần đốt một chút que gỗ nhỏ là được. Bách tính đối với cả vô, vô thường thần quân. Trừ sự tín ngưỡng cuồng nhiệt ra thì cũng chẳng có một chút nào ồn nào cả. Cuối cùng dò xét không kết quả. Lại thêm nữa là thành này có khả năng tự về. Thanh niên quyết định rời đi thật nhanh. Vô số tà dị tràn vào đại lục cũng không phải là thành trì nào cũng đều may mắn lọt vào mắt xanh của thần linh như vậy. Những bách tính khác còn cần mình đi cứu giúp. Thời điểm ngàn vạn người tu luyện cường đại từ các nơi trên thế giới trở về, ngạc nhiên phát hiện ra dự đoán thây ngang khắp đồng bên trong đại lục. Tình huống tà dị khắp nơi, trên đất cũng không có phát sinh. Dường như mỗi cái thành trì nhỏ đều có một tòa thần điện kỳ quái tọa chấn. Bên trong thần quang có thể mượn uy lực của thần linh dùng để che chở một phương, diệt sát từng đợt tấn công nhỏ yếu của tà dị. Ngược lại là tà dị cường đại đều đang vây công tọa trấn của một phương thành lớn. Cùng những người tu luyện ở lại phát sinh huyết chiến, dẫn đến các thành lớn tổn thất nặng nề. Hơn 10 tòa thành lớn bị ác ma thâm nguyên bao phủ, thành diệt người vong. Sau khi người tu luyện trở về toàn bộ thế giới nhấc lên chiến hỏa, tất cả cường giả đều đang liều mạng chống cử. Thế công của thâm uyên cũng theo đó mà trì trẻ. Sau khi thông đạo thâm uyên mở ra nửa tháng, thánh đường một mực không có động tác gì cả, cũng gia nhập đại chiến này luôn. Sau khi thông đạo của thâm uyên mở ra nửa tháng, thánh đường một mực không có động tác cũng gia nhập đại chiến. Tuyên dương tín ngưỡng của quang thần, nhưng mà phải là ý niệm cực lạc, cấp tốc thu số lượng lớn tín đồ ở bên trong loạn thế. Khống chế quyền hành của mấy chục tòa thành lớn, chiếm nửa phương thiên địa. Sau khi đại chiến mở ra một tháng, nhân tộc lâm vào xu hướng suy tàn, vô luận là thánh đường hay thâm uyên, so với cả nhân tộc đều mạnh hơn rất nhiều. Đồng thời ta dị, có nguồn gốc từ thâm uyên, không ngừng tràn vào thế giới càng ngày càng mạnh. Thủ miếu giả, phụng dưỡng thần linh liên tục tiếp dẫn thần linh nhập thể tham gia đại chiến. Thân thể thì cũng đều càng ngày càng không chịu đựng nổi. Không ít thủ miếu giả nhục thân liên tiếp sụp đổ. Đây cũng chính là giao dịch lớn mà ban đầu Lý Bình An đã nói. Một chỗ trên không của thành trì, thân ảnh một người mặc chiến giáp đang cùng với cả hai tử sắc ác ma giao chiến. Dư ba của trận chiến giống như là thiên lôi vang lên vậy từng đạo gợn sóng ở trong không trung khuếch tán khắp nơi. Hai tử sắc ác ma đồng thời há mồm phun ra hai đạo tia chớp màu đen. Đông một tiếng bắn ở trên thân ảnh mặc chiến giáp. Người chiến sĩ mặc chiến giáp bị tia chớp màu bạc hắc ám bao vây rơi xuống mặt đất. ầm ầm đụng xuyên qua một cái đường phố. Chạm cho ta. Một tiếng giống giận dữ. Một đạo thân ảnh màu trắng phóng lên tận trời. Lợi kiếm hiện ra quang mang chém về phía của tử sắc ác ma một bàn tay của tử sắc ác ma đánh ra phanh kiếm thể vỡ nát bóng người màu trắng phốc phun ra một ngụm máu tươi bay ngược về sau một tiếng ầm vang nhập vào dưới mặt đất toàn thành yên lặng im mắng sự sợ hãi âm thầm bao phủ trong lòng của mọi người tăng trường thiên vương vĩ đại vậy mà thua sao một đạo quang mang từ bên trong thành dâng lên bên trong quang mang một thân ảnh màu vàng một bước đi ra thanh âm thật lớn vang vọng dưới vòm trời lấy thân ta hiến cùng thần linh lấy hồn ta cực điểm thăng hoa ngọn lửa màu vàng ở trên người thiêu đốt thần uy bàng bạc chậm rãi khuếch tán sắc mặt của hai tử sắc ác ma lập tức giữ tợn cánh sau lưng từng chút khai triển cánh dài vài chục thước lóe ra hàn quang giống cánh của hai ác ma này chấn động hướng về phía của thân ảnh màu vàng óng phóng đi chém một thanh âm uy nghiêm vang lên tất cả kim quang hội tụ thành một đạo kiếm quang sáng chói ở trên không trung khẽ quát không chút trở ngại nào lướt qua hai tử sắc ác ma kia biến mất ở chân trời hai ác ma nháy mắt đình trẻ trong mắt mang theo hoảng sợ cái này cái này sao có thể phốc phốc hai ác ma từ giữa vỡ ra huyết dịch màu đen rơi chảy ròng ròng bốn nửa thi thể ngã xuống thân ảnh thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng đạp không đi đến hướng ngoài thành đi vào một bên cạnh cái hố to ngoài thành liệt diễm trên thân chỉ còn lại một tầng hơi mỏng bóng người hư không cúi đầu nhìn kiếm khách áo trắng bên trong kiếm khách áo trắng từ trong lòng đất leo ra nhìn thân ảnh của người trung niên hư ảo trước mặt trong lòng thì không lên một cỗ cảm giác không ổn, nói Người, người đây là Thân ảnh trung niên màu vàng kim nhạt cười nói Nhục thân của ta ở phía dưới thần lực đã thăng hoa cực điểm Ta cũng không có năng lực để tiếp dẫn thêm thần thục thủ hộ to thành trì này Người có thể hay không bằng lòng thay thế ta trở thành thần giả hành của tăng trường thiên vương Thủ hộ thần ân chi địa Tại sao lại là ta? Bởi vì ngươi có một tấm lòng bảo vệ. Kiếm khách áo trắng nhẹn gật đầu, kiên định nói. Ta nguyện ý. Thân ảnh của người trung niên hư ảo dao động một chút, thanh ngâm mở mịt nói. Về sau thì tòa thành trì này liền giao cho ngươi. Sức mạnh của thần linh có thể dùng để chống lại thâm uyên. Nhất định không thể dùng cho việc giữa võ dương ngoài, nếu không át sẽ gặp phải thần phạt kiếm khách áo trắng kiên định gật đầu một cái nói ta thề nhất định sẽ đem loại sức mạnh này dùng cho việc bảo vệ thế giới hy vọng người có thể được thần linh tán thành đi thân ảnh của người trung niên càng lúc càng mờ nhạt đi càng ngày càng có nhiều người từ nơi xa đi tới xa xa nhìn lên thân ảnh của người trung niên bị thiêu đốt bên trong tất cả đều cúi người quỳ xuống đất tiếng khóc kiềm chế vang lên ở ngoài thành đau thương tràn ngập sau một lát, thân ảnh của người trung niên triệt để biến mất ở bên trong một trận kim quang, không thấy gì nữa. Tại chỗ xuất hiện một viên phù triện thần ly loáng loáng. Phù triện tung bay mà tới chỗ của kiếm khách áo trắng, dung nhập vào cái chán của kiếm khách áo trắng kia. Kiếm khách áo trắng nháy mắt hoảng hốt một chút. Trong chốc lát, phảng phất như xuyên qua vô tận thời không ở bên trong hư vô nhìn thấy một thân ảnh vĩ ngạn đỉnh thiên lập địa muôn đời bớt diệt hồng hoang giới xa xôi tới gần nam thiên môn bên trong thiên vương điện một cỗ khí tức cuồng bạo xông lên trên không ba đạo nhân ảnh đằng vân giá vũ mà đến hạ đám mây xuống đáp ở phía trước thần điện chính là phương đông trì quốc thiên vương đông phương đế minh phương bắc đa văn thiên vương dạ như lan phương tây Quảng Mục Thiên Vương Bạch La. Ở bên trong thần điện thu liễm thần uy, đại môn thần điện ầm ầm vang một tiếng mở ra. Bên trong Tăng Trường Thiên Vương đang ngồi trên chủ vị, sắc mặt rất khó coi. Ba vị thiên vương đi vào, sau lưng dâng một tôn thần tọa ngang bằng với cả Tăng Trường Thiên Vương. Dạ như Lan cười nói. Là ai chọc đến Tăng Trường Thiên Vương dẫn đến Thiên Vương giận dữ như vậy? Trước quang thánh tử lạnh giọng nói. Thủ miếu giả của ta ở thượng cổ đại thế giới tử trận. Trong mắt của Bạch La hơi híp lại nói. Không dối gạt ba vị thiên vương. Thủ miếu giả của bản vương cũng đã chiến tử hai vị rồi. Thâm nguyên tà dị bọn hắn gặp phải càng ngày càng mạnh. Tình thế cũng không khả quan lắm đâu. đông phương đế minh thì ung dung nói ra cửu thiên ứng nguyên lôi thiên thanh phổ hóa thiên tôn đã hạ lệnh cho chúng thần. Lôi bộ, mệnh bọn họ hạ xuống thần dụ, để thủ miếu giả của bọn họ di chuyển bách tính, tụ tập cùng một chỗ cùng nhau đối phó tà dị. Trước quang Minh nhíu mày nói, các ngươi cùng nhau tìm ta là vì cái gì? Dạ như Lan ngưng trọng nói, chúng ta cũng nên liên thủ thôi. Hai vị thiên vương còn lại thì cũng đều nhẹ gật đầu, Đông Phương Đế Minh cười ha hả một tiếng rồi nói. Nếu nhờ pháp vật của chúng ta ở thượng cổ thế giới trở thành nơi đầu tiên bị công phá, vậy liền trở thành trò cười của thiên đình địa phủ rồi. Bạch La cũng nghiêm nghị nói. Chỉ dựa vào một thủ miếu giả thì đã không cách nào bảo vệ được. Tăng trường thiên vương gật đầu nói. Có thể. Vừa dứt lời, trong lòng dâng lên một cỗ rung động. Đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua vô tận hư không, nhìn thấy một cái thanh niên áo trắng chật vật đứng ở phía trước cái hố sâu. Bạch La hỏi, Người coi miếu mới ra đời sao? Trước Quang Thánh tiếc nuối nói, Nếu nhờ chân thân của chúng ta có thể giáng lâm thượng cổ đại đế, thượng cổ thế giới, sao có thể bị động như vậy? Ba vị thiên vương còn lại thì cũng đều nhẹ gật đầu. Thành lôi thần sau một tháng, oanh, một đạo sấm rét từ không trung đánh xuống rơi vào đỉnh đầu một đầu băng xương cựa long. Giống băng xương cự long kêu thê lương thảm thiết một tiếng. Ở phía dưới sự bao vây của lôi đình ầm một tiếng vang lên nhập vào dưới mặt đất. Trong thành trì vang lên tiếng hoan hô rung trời. Một bóng người toàn thân lóe ra lôi điện chậm rãi nằm ngang bay xuống. Đứng ở phía trên đại địa. Một thân thần bào chậm rãi biến mất. Trương Đại Nghiêu ngửa mặt nằm xuống vế sau. Phanh! nện ở bên trên mặt đất tóe lên một trận cho bùi trưởng trấn từ đằng sau bay đến nửa quỳ ở bên người trương đại nghiêu lo lắng hỏi đại nghiêu ngươi cảm thấy thế nào trương đại nghiêu thì há mồm thả dốc cười lớn một tiếng giờ đói ta không biết còn có thể kiên trì được bao lâu nữa trong lòng của trưởng trấn chỉ cảm giác được đau buồn hốc mắt hơi đỏ lên trương đại nghiêu ngửa mặt lên trời Hoàng hôn phía dưới chân trời thỉnh thoảng có một cái tà dị, chiếu xẹt qua, thì thầm nói. Chúng ta còn có hy vọng sao? Trưởng Trấn kiên định nói. Thần linh sẽ phù hộ chúng ta thôi. Đát đát. Một trận tiếng chân thanh túy từ đằng xa chuyển tới. Trưởng Trấn cùng với cả Trương Đại Ngưu quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một người nữ tử mặc trường bào màu xanh nhạt cưỡi một con trâu già từ đằng xa đi tới đang cầm trong tay một quyển sách lật xem. trưởng Trấn cùng với cả Trương Đại Nghiêu tất cả đều hoàng hốt một trận. Phản phất như trở lại ban đêm ngày hôm đó vậy. Một nam một nữ cưỡi trâu già nhàn nhã đi trên đường phố mang đến hy vọng. Trường Đại Nghiêu vội vàng xoay người đứng lên. Cùng với cả Trường Trấn chạy tới nơi xa. Phịch một tiếng quỳ gối phía trước con trâu. Kích động kêu lên. Tham kiến đại nhân. Lão Nghiêu dừng bước chân lại. Con mắt ôn hòa nhìn hai người bọn họ Triệu Hân Duyệt để quyển sách xuống cười nói Vậy mà lại về tới nơi này sao? Triệu Hân Duyệt thì gật đầu Đạo môn có một cái thuyết pháp Trời không tuyệt đường người Vạn sự vạn vật đều có một chút hy vọng sống Thế giới của các người tự nhiên cũng là như vậy Trương Đại Nghiêu thì ngẩng đầu kích động hỏi Xin hỏi đại nhân sinh cơ ở nơi nào? trưởng trấn cũng cầu xin nhìn triệu hân duyệt triệu hân duyệt nhìn về phía trong thành nói chỉ cần có thể để chân thần tín ngưỡng thần linh của các ngươi giáng lâm thế giới này tự nhiên là có thể đuổi thâm nguyên đi thần linh giáng lâm sao trương đại nghiêu thì thầm một câu kích động tự hỏi ra không sai chỉ cần cửu thiên ứng nguyên thiên lôi thanh phổ hóa thiên tôn giáng lâm thôi liền nhất định có thể đuổi đi thâm nguyên Phanh phanh dập đầu kích động kêu lên Cầu xin đại nhân báo cho chúng ta biết Như thế nào mới có thể để thần linh hạ giới à? Chúng sinh cầu nguyện Giới này trở thành hồng hoang hạ giới Sau khi triệu hân duyệt nói xong Lão Nghiêu tiếp tục cất bước đi về phía trước Thân ảnh vặn vẹo một chút Liền đi qua hai người Trương Đại Nghiêu Cùng với cả trưởng trấn Xuất hiện ở ngoài trăm thước bên ngoài Trương Đại Nghiêu thì cùng trưởng trấn đều quỳ xuống quay người, nhìn theo bóng lưng của Triệu Hân Duyệt, bịch một tiếng bái lại. Sau khi ngồi dậy, Triệu Hân Duyệt đã biến mất, không thấy gì nữa. Trương Đại Nghiêu thì thầm thì nói, chúng sinh cầu nguyện sao? Trưởng trấn từ dưới đất bò dậy, thất hồn lạc phách nói, chúng ta làm không được. Trương Đại Nghiêu cũng từ dưới đất đứng lên, kiên định nói, không cố gắng thì làm sao mà biết được. Sau khi Lão Ngưu trở triệu hân duyệt rời khỏi thành trấn, lại đi rất xa. Cuối cùng thì đi vào một không gian to lớn, phía dưới thông đạo. Một đám tiểu ác ma hai cánh đang từ bên trong không gian thông đạo gào thét sông ra. Bên trên mặt đất cũng có vô số thông nguyên tà dị gào thét vọt tới. Lão Ngưu thì cầm nhẹ một tiếng, móng trước đạp xuống đất. Một tiếng ầm vang mặt đất chấn động, vô số thạch mâu, từ bên trong mặt đất tuôn ra. Phốc phốc, đâm xuyên qua vô số tà dị. Phạm vi mấy ngàn mét hình thành một mảnh rừng mâu. Tà dị bị thạch mâu xuyên thủng. Ở bên trên thạch mâu, dương nanh múa vuốt, thống khổ rãy rủa máu me đầm đìa. Phía trước không gian thông đạo, một tử dực thiên sứ xuất hiện. Không nói hai lời, một kiếm chém thẳng xuống phía dưới. Thần linh chi kiếm chạm ra uy lực tận trời. Triệu Hân Duyệt khẽ hét quát một tiếng, vô lượng hạo nhiên chi khí hình thành một đại đạo lan tràn lên phía trên. Kiếm khí hắc ám bị hạo nhiên chi khí bao phủ, không nối lên được một nửa điểm gợn sóng. Thứ gì vậy? Tử Dực Thiên Sứ kinh hô một tiếng, vội vàng lùi lại. Hạo nhiên Trường Hà tốc độ càng nhanh, nháy mắt liền đem nó bao phủ. Tử Dực Thiên Sứ ở bên trong hạo nhiên Trường Hà vung vẩy thần kiếm cật lực dãy ruột thân ảnh vặn vẹo trường hà mênh mông cuồn cuộn chảy xuôi không dứt đem tử dực thiên sứ chấn áp ở bên trong dòng sông không chút nào có thể thoát thân triệu hân duyệt trước ngực dâng lên một vòng mặt trời một vòng mặt trăng tròn nhật nguyệt theo trường hà mênh mông cuồn cuộn xuôi dòng mà lên đi vào trên không của tử dực thiên sứ hào quang nhật nguyệt tỏa sáng tứ dực thiên sứ ở bên trong hạo nhiên nhật nguyệt ra sức giãy giụa kinh sợ hét lên rốt cục ngươi là ai hồng hoang phu tử ở phía dưới nhật nguyện vần quanh tứ dực thiên sứ phịch một tiếng vỡ nát một viên thần sứ chi tâm óng ánh trong suốt chìm nổi bên trong hạo nhiên trường hà trường hà mênh mông cuồn cuộn biến mất triệu hân duyệt duỗi tay một viên thiên sứ chi tâm giống như hắc ngọc bay xuống giơ vào bên trong bàn tay trắng noãn của triệu hân duyệt thiên sức thiên sứ tri tâm còn run lên nhè nhẹ lực lượng khổng lồ muốn tránh thoát khỏi sự trói buộc ngọc thủ ngọc thủ của triệu hân duyệt nhẹ nhàng nắm viên thiên sứ tri tâm lập tức biến mất không thấy gì nữa ngẩng đầu nhìn không gian thông đạo giống như vòng xoáy bình thường vậy lấy tay làm bút ở trên không trung viết một chữ phong Chữ phong này bay về phía vòng xoáy. Trên đường bay đi nhanh chóng biến lớn, bao trùm toàn bộ vòng xoáy, hình thành nên một cái màn ánh sáng. Thâm nguyên tà gì bên trong vòng xoáy, bay ra, đâm vào phía trên màn ánh sáng. Tất cả đều phanh phanh, hóa thành cho tàn, không có một con nào có thể xông ra. Triệu Hân Duyệt thả tay xuống, nhẹ giọng nói. Chúng ta đi thôi. Lão Nghiêu cất bước đi về hướng trước mặt. Thân ảnh lấp lóe mấy cái liền biến mất bên trong rừng thạch mâu. Chỉ để lại một thân ảnh hỗn độn trên mặt đất cùng vô số thâm nguyên tà dị nửa sống nửa chết. Sau mấy tháng trời đông giá rét giáng lâm, toàn bộ thế cục của thế giới này cũng nghiêm trọng như cái trời đông giá rét này vậy. Thánh đường triệt đẻ, trưởng khống, các thành trì lớn, phân bố khắp nơi trên thế giới Bách tính bình thường Ở dưới sự bảo vệ của thủ miếu giả di chuyển Hình thành một cái lại Một cái căn cứ Các nơi trên thế giới Lốm đốm dày đặc bầu trời Ngoài tự nhiên thì tràn đầy thâm nguyên tà dị Toàn bộ cục diện chiến trường mặc dù nghiêm trọng Nhưng mà ở bên trong dự đoán Của thâm nguyên hoàn toàn bất đồng Bởi vì hồng hoang thiên đình địa phủ Chư thần nhúng tay Nhân tộc cũng không có như là trong tưởng tượng dễ dàng sụp đổ như vậy. Ngược lại thể hiện ra tính bền bỉ không giống như bình thường, làm cho chiến trường càng ràng co hơn. Chiến thần thành vốn chỉ là một cái thành trấn nhỏ thôi, nhưng mà hiện tại đã phát triển thành một căn cứ. Mặc dù hết thảy cũng còn rất đơn sơ, nhưng mà có mấy cái thủ miếu giả tồn tại đã có thể hùng cứ một vương không sợ tà dị phổ thông đi vào. Sáng sớm ngày hôm đấy, ngàn vạn bách tính tất cả đều tự phát đi ra khỏi nhà, đi đến phụ cận căn cứ, quỳ xuống đất khẩn cầu. Ngũ cực chiến thần vĩ đại, chúng ta nguyện chúng sinh đại thiên địa, cầu xin ngài giáng lâm. Tầng cao nhất của thần điện, năm vị thủ miếu giả đứng chung một chỗ, nhìn tín đồ khách hành hương quỳ bên ngoài. Một lão giả thở dài nói, như vậy thần linh sẽ thật sự giáng lâm sao? Một người trung niên tóc muối tiêu bên cạnh gật đầu kiên định nói: "Nhất định mà, chúng sinh cầu nguyện thần linh giáng lâm, đây là hy vọng duy nhất của chúng ta." Và các bạn thân mến, tập này kết thúc ở đây rồi, hẹn gặp lại các bạn tập sau nhé. Goodbye.